sau gần một tháng hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc vẫn không chịu rút giàn khoan, đồng thời tiếp tục có thái độ gây hấn, khiêu khích tàu chấp pháp của ta. Song lực lượng cảnh sát biển của ta vẫn kiên cường bám trụ, bình tĩnh đấu tranh với lực lượng bảo vệ giàn khoan Trung Quốc. Nhiều tàu sau khi vào bờ sửa chữa, tiếp tế lại ngay lập tức xung phong trở lại Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền đất nước. Vừa trở về sau gần một tháng kiên trì đấu tranh với các tàu của Trung Quốc, tuy nhiên ngay khi nhận được lệnh, tàu 2013 lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Trên tàu, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày đấu tranh gian khó sắp tới. Từ máy móc, lương thực, thuốc men, những món quà từ đất liền. Chỉ có một thứ không cần phải chuẩn bị, bởi nó lúc nào cũng sẵn có trên mỗi tàu cảnh sát biển. Tốt cái nhiệm vụ, anh em cán bộ chiến sĩ trong toàn tàu thì luôn luôn yên tâm công tác và đoàn kết khắc phục khó khăn. Mặc dù là một số gia đình có điều kiện gia đình khó khăn, nhưng anh em vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng phương châm chỉ đạo và đối sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đó chính là tinh thần sẵn sàng ra khơi, vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Xin được mượn lời một bài thơ do chính một người lính cảnh sát biển viết để nói lên tình cảm, suy nghĩ và lòng quyết tâm lúc này của những người lính cảnh sát biển quả cảm. Đã đến giờ Tổ quốc gọi con đi, tiếng còi tàu dâm gian rục rã. Tổ quốc gọi mà lòng con rộn rã, con lên đường tạm biệt mẹ quê hương.